số 1 thì nhé, trừ trường hợp kinh dở và có giấy dọn tiếp nha. Dạ rồi, em đã thấy một anh trai mặc áo ba lỗ à? Dạ. Yeah, oh my god. Oh my god. Hello. What's your name? Tú hả? Trời đất ơi, Tú tâm hồn không ta? Chị không hả? Mày cho anh vé đi. Kính thưa quý vị, hôm nay giấy đỡ hợp lệ quý vị nha. 3140 3140 đúng trong loại. Nàng 3140 này hợp lệ là mã số đó bà nội. Thôi bị gì vậy? 20. 20 giờ điện qua có không? 17. 17 có 2. À không, 20 15. 15 có 2. Số 3. Số 3 có 3. 58. 58 không thể nào không có. Tú ơi, trúng rồi. Rồi mời Tú. À Thái. Thái nha. À vô hả? Rồi, mình lại cô chờ giùm em nha. Dạ rồi quý vị ơi, dòng loại đang rộng bước phục vụ các vị là dòng loại ưu nhiên kỹ như cũ 30.000 đồng. 30.000 đồng một tờ giấy mình sẽ được nhận qua bộ voucher 2.500.000 đồng đến từ nhà mình chợ Passport 137 Hàm Nghi. Rồi mọi người ơi, nhanh cái tay mình lại cái chương trình nha mọi người. Rồi chỉ cần ngồi đi tại chỗ, nhấc nhẹ cái tay gọc ngay lên các vị đẹp phục vụ nhé, tận nơi tận chỗ cho mình nha quý vị ơi. Có thêm thì được cho chốt, có gồm từ chỗ hình trường, có bao nhiêu bò cho bán đừng để sống vui sống vui lợi nghiệp từ em nè. Rồi những cái lá giấy nào mà không có tương lai chứng giải mình đừng bỏ bỏ nha quý vị. Mình đặt lên sao, rồi mình ghi tên với chúng họ, sau mình để cho cái phục vụ cuối giờ chúng tốt thăm. Và có hai giải thưởng, tức là hai bao lì xì trị giá 500.000 đồng. Yeah, kính thưa quý vị, và tối nay với chủ đề của chúng ta sẽ có rất là nhiều những ca khúc xuân đến từ những thành viên của Sài Gòn Tân Thời sẽ gửi đến cho quý vị nha. Và đặc biệt đó là nam ban nghệ sĩ Thanh Huy sẽ gửi đến cho quý vị một ly khúc xuân mới cho quý vị nha. Đúng không Huy ạ? Dạ đó kính thưa quý vị, và tụi em sẽ diễn xuyên suốt từ 23 Tết âm lịch cho đến ngày mùng chín. Dạ kính thưa quý vị nha, cho nên là quý vị ở Sài Gòn ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu mà quý vị chưa có một địa điểm nào để mình vui chơi giải trí thì mình có thể đến đây để mình vui chơi lô tô quý chị nha. Lô tô cũng là một trong những trò chơi dân gian rất là quen thuộc của chúng ta những ngày Tết luôn. Kính thưa quý vị, và trong loại này ai là mang lá vé rồi tập trung vào ánh sáng của đội hình nhìn giờ số. Chúc quý vị thật nhiều may mắn. Rồi, chúng ta chỉ đổ nổi một nhà là ép cuối cho quý vị ơi. Ủng hộ cho nữ nghệ sĩ Ariana Grande đây luôn quý vị ơi. sau lưng em quý vị, chị Quyền nói những cái từ mà quý vị không nên nghe đâu quý vị nha. Những cái từ gọi là từ lấy đó quý vị. Đúng không? Không, cái từ khác cơ. Chị nói cái từ kia kìa, từ lấy đó. Có không? Chị thề đi. Người ta thường nhắc đến em như đại biệt tư, đại biệt tư. Mà sao chẳng biết tay tư được mất mối tình. Em hỏi tôi cũng hơi thương sợ. Quá dạ. Chị Quyền làm một lần nữa nha.
là Kim Nguyên, 20 Nguyên. Còn 20 con, 20 con, 20 số đầu tiên. Còn 20, con 20 số đầu tiên này thì là anh thì ra mấy, thì ra mấy, thì đây. Năm thì đây, năm thì đây, năm thì đây. Nhà quá quý có công được mà bóc má. Chứ nhà thì hết có công được mà dễ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
em nghe nhau làm. 31 được chạy, chúc mừng cho chị gái trang thế này. Trời ơi, gương mặt vàng trong làng Roto tối nào cũng thấy đó. Rồi dùm loại 5644 hợp lệ. Hôm nay vừa qua chúng ta có hai bà số hợp lệ 5623 và 5644, nên còn khán giả nào may mắn trúng thưởng nhanh cơm chạy thật nhanh lên sân khấu giới thiệu giùm em nha. Rồi, với các con số may mắn 31 có 1, 42 có 2, 50 có 3, 20 tuổi tham gia có 4, dạ 4 con trên bàn ăn hợp lệ, và dạ, anh quẹo phải nhận cướp giùm em nha. Rồi, cảm ơn.